phật biển hôi thối. Wow. Tớ cũng muốn ăn. Thật là ngon quá đi. Chúng ta có một cuộc gọi. Một con quái vật biển đang tấn công con tàu. Đi nào. Xem tới đây. Quay, quay. Bay lên trời cao. Yeah. Các cháu, vào trong đi. Đừng sợ. Thuyền trưởng Châu sẽ giữ an toàn cho các cháu. Nó đến rồi, chạy đi các cháu. Là một con quái vật biển. Hãy cứu họ. Nhanh nào. Đừng sợ. Đã rõ, xem tới đây. Babylon luôn có cách. Thật kỳ lạ. Nó đi rồi kìa. Nó đi thật chưa? Để cháu xem nào. Cá nhỏ. Bắt lấy. Dobby. Babylon, con quái vật đã bắt Dobby. Chúng ta cần phải cứu anh ấy. Đã rõ. Đừng ăn tôi. Tôi hôi lắm và cũng chẳng còn chút nào. Đừng ăn tôi. Đừng ăn tôi. Cái gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Dobby, cố lên, tôi đang đến rồi. Nó bốc mùi quá. Nhìn kìa, có rất nhiều rác trên cơ thể nó. Con quái vật biển này không có ý tấn công chúng ta. Nó chỉ đang cố gắng để thoát khỏi đống rác. Đó là lý do tại sao nó dùng tôi như một chiếc khăn tắm. Babylon, hãy giúp con quái vật này đi. Để đó cho tôi. Đến giờ biểu diễn của con trăn bé nhỏ rồi. Con trăn bé nhỏ, bật chế độ máy hút bụi. Tón, đã phát hiện thất vận. Bắt đầu dọn dẹp. Không. Tôi không phải là rác. Dobby, lần cuối anh tắm là khi nào vậy? Tôi mới tắm tháng trước mà. Đó là lý do tại sao Vân Trần bé nhỏ nghĩ anh là rác. Vân Trần bé nhỏ chuyển mục tiêu. Giỏi lắm, quên tôn bé nhỏ. Hả?
À, anh là một con bạch tuộc khổng lồ. Nhìn đây, anh ấy bị thương. Phải điều trị cho anh ấy ngay. Bạch tuộc khổng lồ thật là đáng thương. Chúng cháu sẽ không bao giờ bước ra xuống biển đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, việc vứt rác xuống biển có thể phá hủy hệ sinh thái biển. Và khiến nhiều sinh vật biển gặp nguy hiểm. Bảo vệ môi trường bắt đầu từ hành động của chúng ta. Tiếng động lạ trong lòng đất. Wow, quái vật lớn đến đây. Con yêu ơi. Là ba. Cho con ở trong này hả con yêu? Cổ, con lại chơi trong nhà vệ sinh có đúng không? Không, con có chơi đâu. Đi nào, đến giờ đi ngủ rồi. Ba ơi, ba, có chuyện gì đấy? Ai mà lại đến vào cái giờ này vậy? Có chuyện gì vậy? Có ma trong tòa nhà. Trên đời này làm gì có ma? Dobby, chúng ta đi nào. Con ma kìa. Ai là người đang giả làm ma vậy? Ma. Là gia đình nhà cháu chẳng vui chút nào đâu nha. Xin lỗi, chúng tôi không cố tình dọa mọi người. Có tiếng động trong nhà và chúng tôi đã rất hoảng sợ. Dobby, đi nào. Đây là nhà cháu. Chúng ta vào trong xem. Ở đằng kia. Nó phát ra từ đây. Và đây. Tiếng động đang di chuyển nữa. Tôi tìm thấy rồi. Mùi gì ghê vậy? Có vẻ như tiếng động phát ra từ trong đường ống. Papillon nghe. Papillon, chúng tôi cần cô trợ giúp. Đã rõ. Papillon, luôn tìm ra cách. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi giúp gì được cho các anh? Có cái gì đó ở trong ống nước.
chúng tôi cần cô tìm ra giúp. Đã rõ. Hãy xem bác sĩ nhỏ của tôi đây. Bác sĩ nhỏ không hề sợ những công việc khó khăn nhất. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Có nhiều thứ bị kẹt trong đường ống quá. Nhìn kìa, có thứ gì đó đang di chuyển. Đi theo nó. Không vấn đề gì. Trong đó được. Con xin lỗi, con đã thả nó xuống bồn cầu để chơi à. Ôi trời ơi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, bồn cầu không phải là đồ chơi. Bồn cầu được kết nối với hệ thống cống ngầm và có rất nhiều chất bẩn ở trong các đường ống. Vì vậy, không được chơi với nước trong bồn cầu và không được bỏ giấy vào trong bồn cầu. Nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không giữ bí mật cho người xấu. Vào trận đấu bắt đầu. Xếp cú đá sâu xét đây. Bóng của mình. Đây là ngày may mắn của mình. Bóng của mình. Chú là ai đấy? Nhà của tôi. Những gì cháu thấy lúc nãy là bí mật giữa chú và cháu nha. Thật là bừa bộn. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả đồ đạc có giá trị của tôi đều bị mất cả rồi. Xin hãy mau chóng tìm ra thủ phạm đi. Đừng lo, không có vụ án nào là tôi không phá được. Mọi người, ai thấy có kẻ khả nghi nào gần đây không? Chậm thôi, từng người một ạ. Tôi... Anh có thấy kẻ tình nghi nào sao? Không thấy gì. Nếu tôi mà thấy tên trộm đó, tôi không để cho anh thoát đâu. Còn hai người thì sao? Thì đúng là có một tên trộm xấu xa đã đến đây. Chúng tôi không thấy gì cả. Tôi không thấy gì cả. Mèo con, cháu có gì muốn nói với chú sao? Hẹn gặp lại sếp sau. Cháu không thấy gì hết ạ. Có vẻ như không có manh mối nào cả. Không, tôi nghĩ mèo con đang giấu điều gì đó. Chúng ta phải đi tìm cháu ấy nào. Chú cũng nghĩ là cháu không dám đâu. Được rồi, chúng ta cùng về nhà nhé. Xin chào mèo con. Ba ơi,
Xin chào bà chuột chuối. Mèo con và tôi đang chơi thôi à? Ôi, chào bác nhé. Cháu nói gì cơ? Hey, này. Nhà cháu có nhiều đồ chơi quá nhỉ. Mèo con, cháu có nhà không? Chắc là cậu bé vẫn đang trên đường về. Cảnh sát trưởng Labrador là anh đấy hả? Bà chuột chuối, bà có thấy mèo con không? Cái gì cơ? Bà ấy nghe không rõ chúng ta nói gì. Mèo con có nhà không ạ? Bà thấy mèo con vừa vào nhà với anh trộm xong. Nhưng trông anh ta có vẻ là người tốt. Ôi không, Dobby, mèo con gặp nguy hiểm. Hả? Gì cơ? Bà ơi, bà hãy vào nhà đóng cửa lại. Hãy xem tôi đây. Mèo con, cháu có sao không? Hả? Mèo con, có ai ở trong nhà với cháu không? Nhưng bà chuột chuối vừa nói cháu vào nhà với ai đó mà. Cháu đừng sợ mèo con. Nếu cháu bị đe dọa, hãy cứ nói cho chú biết nhé. Sao cháu lại dám nữa ai ông ơi. Bắt được ngươi rồi. Đừng hòng bắt được tôi nha. Hồi quá. Đứng lại. Tạm biệt. Này gì? Đứng lại đó. Hãy thưởng thức quả giấm bốc mùi của tôi đi. Dobby đứng sang một bên. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn phát hiện ra những bí mật xấu, hãy nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu họ đe dọa bắt các bạn phải giữ bí mật, đừng sợ hãi và đừng nghe theo chúng. Hãy tìm sự trợ giúp của cha mẹ hoặc cảnh sát gần đó ngay. Hãy giữ an toàn cho bản thân và ghi nhớ điều này nhé. Chúng ta phải làm gì nếu gặp kẻ xấu? Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Hẹn gặp lại nha. Này bạn nhỏ, bạn có đồ ăn gì ngon thế? Như quỷ em à. Thôi nào, anh chỉ nhìn một cái thôi mà. Ô tô đồ chơi này, anh thích đấy. Anh thích cái này. Sao lại mất hết rồi? Về nhà và lấy thêm đồ ăn cho tụi này đi anh bạn nhỏ, hiểu không? Nếu cái định bếp xếp với ai nhá, cậu sẽ biết tay đấy. Vì con, cháu có sao không? Cháu ôi giời ơi, cháu yêu, sao hôm nay trông cháu vừa bộn thế này hả? Bà Vịt, Vịt con đã từng bị như thế này sao? Vâng, đúng thế, nên tôi rất lo lắng cho cháu nó. Cảnh sát trưởng Labrador, xin ai giúp cháu tôi. Vịt con, cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu... Nếu mà định bếp xếp với người nào khác, cậu sẽ biết tay tụi này đấy. Cháu không sao ạ, cháu chỉ bị ngã thôi. Cháu đi về nhà đây. Cháu yêu, đợi bà đã.
Vịt con thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cậu bé đang bị bắt nạt. Gì cơ? Chắc chắn có ai đó đã đe dọa cậu bé. Chúng ta phải điều tra chuyện này. Chúng ta phải theo dõi vịt con. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được ai là người đã bắt nạt cậu bé. Trật tự nào. Đằng kia kia. Vịt con đi ra ngoài rồi. Chúng ta phải theo dõi cậu bé. Kem ngon đây, kem ngon, một tặng một đây. Wow, kem kìa. Cháu cậu bé đâu mất rồi? Mau xem cậu bé mang gì đến cho chúng ta. Đưa đây. Ngon quá. Vịt con ơi, mấy cái này được đấy. Này bạn nhỏ, lại đây. Anh nói là lại đây cơ mà. Tặng em này vịt con. Mau bỏ nó vào thùng rác. Dừng lại. Hãy để cô bé yên. Cái sao nhỏ chạy đi. Này. Vẫn còn một thằng nhóc nữa. Không ai tìm được ta hết. Tôi có ý này. Tìm thấy rồi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Mấy đứa lên đồn cảnh sát với chú. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người bắt nạt các cháu, đừng sợ hãi. Hãy nói điều này cho người lớn và nhờ họ giúp đỡ. Nếu các bạn không tìm đến sự trợ giúp, việc bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn có thể tin vào ba mẹ, thầy cô và thậm chí là cảnh sát nữa. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé. Bình xịt mũi nguy hiểm. Wow, ngon quá. Ôi không, có mũi. Sẽ đuổi hết muỗi đi ngay. Hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải cảm ơn. Chưa, bụng tớ đau quá. Cứu,
sát trưởng Labrador, bọn trẻ có vẻ như đã bị trúng độc. Hả? Gì cơ? Trúng độc sao? Là rắn đuôi chuông. Cái gì? Không phải tôi. Đứng lại đó. Hãy nhìn những cái răng to lớn này đi. Cô ấy chắc hẳn là người đã cắn bao trẻ. Dobby à, cô ấy là rắn sọc. Loài rắn chúng tôi không phải ai cũng có độc đâu nhá. Tôi xin lỗi. Trên người các bé không có vết thương. Tôi không nghĩ bọn trẻ bị tấn công từ bên ngoài đâu, cảnh sát trưởng. Nếu không phải người ở bên ngoài, vậy tại sao bọn trẻ lại bị trúng độc nhỉ? Chúng ta phải điều tra hiện trường. Mùi gì thế nhỉ? Có nhiều muỗi ghê. Các bạn nhỏ, các em vừa mới dùng bình xịt côn trùng đúng không? Vâng ạ. Lúc nãy trong này có rất là nhiều muỗi. Hà mã nhỏ đã giúp chúng cháu. Đến cái bánh này cũng có mùi giống thuốc diệt côn trùng. Bình xịt côn trùng rất độc. Có vẻ như các cháu đã bị ngộ độc vì ăn phải miếng bánh có dính thuốc diệt côn trùng. Ôi không, để trẻ em sử dụng bình diệt côn trùng rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm hà mã nhỏ ngay. Vậy là quanh đây sẽ không còn con muỗi nào. Hà mã nhỏ. Tìm thấy rồi. Ở đây. Hà mã nhỏ. Tôi là chuột hamster mà. Tôi xin lỗi nhầm người. Nóng quá. Mùi gì vậy nhỉ? Là chiếc đuôi cháy của tôi. Và mùi thuốc xịt muỗi nữa. Ở đằng kia. Ôi đời, sao bụng tôi đau quá. Ở đằng kia. Cứu cháu ơi. Ôi không. Hà mã nhỏ. Phải đưa cháu bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thuốc xịt côn trùng là chất cực độc. Các cháu phải cẩn thận khi sử dụng chúng. Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đã xịt. Thay quần áo và rửa tay. Ngoài ra, các cháu không được xịt vào người khác hoặc đồ ăn, vì vậy có thể làm hại họ và thậm chí cả bản thân mình nữa. Trò chơi khăn tại sân chơi. Yahoo!
Em bị kẹt ở trên cầu rồi. Giúp cháu. Có chuyện gì đó rồi? Giúp cháu. Để chú giúp cháu nhá. Quần của cháu. Kéo dán à? Có chuyện gì vậy? Có quái vật cắn mất quần của cháu ơi. Nó ở kia kìa. Quái vật ư? Để chú xem nào. Quái vật ư? Ở đây không có gì cả. Sao nó không chuyển động nhở? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cứu tôi với! Hả? Đi nào! Cẩn thận! Vợ con, cháu có sao không? Cháu không sao ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, vợ con và cháu đang chơi bập bênh với nhau, rồi đột nhiên không hiểu tại sao tự dưng cậu ấy lại bệnh phèo lên trên đó ạ. Hả? Giấu tay, chắc hẳn có người đã ở đây. Các cháu có nhìn thấy ai đến gần không? Cháu không ạ. Có dấu tay trên bập bênh à? Nhưng không ai nhìn thấy người nào cả sao? Tôi nghĩ có thể là do ai đó giỏi ngụy trang gây ra. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được thủ phạm đây? Tôi có ý này. Hả? Đến lúc chơi khăm một trò khác rồi. Kẹp cá mập. Không. Kèo siêu dính. Không. Hay cá biết tát thì sao nhở? Không. Xương rồng nhọn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nó tới đó. Đợi đã. Bây giờ. Ôi, cảnh sát trưởng Labrado. Đi theo dấu chân. Sao chú ấy nhìn thấy được mình nhỉ? Nhìn kìa, là tắc kè. Ôi không, bị phát hiện rồi. Cá biết tát. Ôi không. Ở đằng kia. Nhanh lên. Cậu bé gặp nguy hả? Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chơi khăm người khác là không tốt. Đặc biệt là một số trò chơi có thể gây nguy hiểm. Nó không những làm người khác sợ hãi mà còn có thể làm họ bị thương nữa. Các bạn đã bao giờ trải qua những trò đùa nguy hiểm chưa? Hãy nhớ báo với ba mẹ mình biết ngay nếu gặp phải những trò đùa ác ý hoặc nguy hiểm nhé.